Ông ơi, xin lỗi ông muốn tìm ai à? Dạ, tôi tìm ông Trần Vĩnh Toàn. Xin lỗi, tôi thấy ông là... Dạ, Toàn là tôi đây. Dạ, xin mời ông vào nhà. Dạ, 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 dạ. Dạ, ảnh này là của... Dạ, ảnh này là của con trai tôi. Nó tên Hình Định không? Dạ. Còn con gái, ông không có nuôi đứa con gái nào? Dạ, thằng Định là con một. Giờ lại tôi không thích con nuôi. Dạ, thưa ông, có lẽ bà bị dấn. Dạ, vợ tôi về Vĩnh Long từ hôm qua để thăm bà con ở dưới. Xin lỗi ông, có phải bà tôi là Trần Thị Tuyết Nhan không? Dạ phải. Nhưng sao mới quen nhau mà tôi mới biết ông? Nhưng đối với bà tôi là người quen biết cũ. Sao? Ông với vợ tôi là... Xin ông yên lòng, tôi sẽ kể lại đặng đặng đau khổ của tôi và Tuyết Minh rồi ông sẽ hiểu. Nhưng trước hết, tôi đến đây là mong tìm kiếm đứa con thơ. Không biết hiện giờ nó đang tôi giặt nơi đâu. Bye.
con đi thỉnh thoảng con sẽ về thăm má. Anh đi chừng nào anh về? Hãy lo không công việc là anh về thăm má và em. Công việc là bao giờ? Khổ không? Trong cảnh này mà em lại mang thai. Hả? Em có thai à? Tuyệt Minh, anh cũng khổ khi phải xa em. Nhưng mà em không trách anh đâu. Thầu nhiễu nhương loạn lạc này anh ở nhà càng thêm nguy hiểm. Em chỉ mong anh hiểu rằng khi anh lìa ta cũng là yêu mình. Thì em vẫn chờ anh như đêm tối chờ tia nắng sớm đêm thời gian mong đợi anh về. Đây rồi. Ngồi ngồi đây rồi. Tôi ra. Tôi ra. Tôi ra.
thôi bỏ qua đi chị hai à. Kể như là cơn ác mộng đã qua rồi, chị cứ bình thản yên vui, đợi ngày anh hai em trở về quê cũ. Thôi chị đi nghỉ đi chị hai. Ủa ai chị cả? Không lẽ ăn trộm? Được rồi, ăn trộm ha, tao cho mày chết cha mày. Nhà mới có chuyện buồn đó, chú nên giữ bí mật thì tốt hơn. Dạ, cậu dặn như vậy rồi thì dầu cho bà và mở hai cãi lăn tôi cũng không nói nữa. Gì đó chú ba? Ý nói à, mà dạ đâu có gì đâu nói. Dạ tôi với cậu Phi nó chơi mà. Chú đừng vô, anh Thiện chết rồi phải không chú ba? Trời ơi, ai nói ác ôn vậy, tao mới có bị. Ủa mà đâu có bị gì. Trời ơi cậu Phi ơi, tôi kẹt rồi, cậu gỡ kẹt bị đi cậu Phi. Bị bắt rồi phải không chú ba? À, ủa dạ đâu có. Trời ơi sao đây cậu Phi? Chị hai, chị nên bình tĩnh. Chị nghĩ đúng, anh hai tôi bị bắt rồi. Trời, trời ơi, chồng tôi bị bắt. Trời. Chị hai, mở, mở, tỉnh lại mở. Thưa ông, đó là tiếng báo buồn giữa tôi và bạn Tuyết Minh. Thế rồi, sau khi sinh nở nàng lặng lẽ ra đi không hẹn ngày trở lại. Mẹ và em tôi không hiểu nguyên do nào thúc đẩy và không biết nàng mong con thơ trôi dạt đến phương nào. Một năm sau khi mãn tù ra tôi trở lại quê nhà thì hỡi ơi một trận tan tiên trong bể mái nhà xưa đổ nát.
tôi em bị thương hả? À, để thầy chở em đi nhà thương nha. Ý, không được đâu. Thầy băng cầm máu là kém đi. Em bị thương ở ngực đi nè. Sao mà đâm chém nhau dữ vậy? Tại em đi chơi với thằng nó đuổi nhau lũi em ra đó. Đi nhà thương đó. Em lẹ một cây nè. Nếu không thì ngủ cô đeo rồi. Bộ các cậu đi ganh nhau hả? Lại bình thường á thì tụi nó toàn là đồ chết nhá. Em ở Chợ Lớn với bà ngoại ở đường Bùi Hữu Nghĩa. Cha mẹ em chết sớm rồi, nhưng em vẫn khôn lắm chứ chẳng sao hết. À, thôi bây giờ để thầy đưa em về nhà ha. Ý, bà ngoại em đánh chết à. Thôi thầy đừng nói nữa thầy, em ngủ quá. Để em ngủ sáng rồi hay ha. Khoan đã. Trời ơi, muốn ngủ thì lên trên giác rồi ngủ đàng hoàng. Hay là nè nè, qua bên kia đi mà nằm. Đừng có nằm ngủ ở giữa nhà vậy, nó kỳ lắm mà. Mà trời thôi thì hết chỗ nói rồi. Mở cửa, chén với gia đình, mở cửa. Trời ơi, thôi chết tôi rồi, trời ơi. Nhà này có mấy người? Dạ. Có mấy người? Dạ, tôi thầy nhà mình. Trời đất quỷ thần ơi, chú ba. Chú giỡn cái giọng của nhà tôi đứng tim à. Sao lại sợ? Tại có dư người nè, chi? Ai vậy cậu? Học trò cũ của tôi. Học trò cũ sao vào nhà thầy lúc nửa đêm? Chà, cậu bồi quá à. Thì khổ lắm chú ơi. Nó là với cái tụi du đảng nó đâm chém nhau sao cho đến nỗi nó bị thương rồi nhào chạy vô đây lăn bo cho nó xong rồi đòi ngủ ở trong nhà mình. Để tôi khóa cửa cái đã. Ê, đừng khóa cửa cậu ơi. Cậu khóa cửa lại nó thức dậy nó thấy cửa khóa nó ra cái càng nguy à. Mình khép sơ lại thôi. Chú khép cửa lại đi rồi đi. Chú hỏi em muốn tìm nhà ai? Dạ, nhà thầy Thiện. Xin lỗi, chắc tôi lầm. Thì nhà này là nhà của thầy Thiện nè. Ủa, nói vậy cô là vợ của... Tôi là học trò cũ của thầy Thiện nghe. Thầy Thiện đâu rồi cô? Thầy đừng gá, để tôi lên kêu thầy xuống. Thầy ơi! Anh hai! Ý, tiếng quay làm... kìa! Anh hai! Thầy! Cậu ơi! Lâu nay chú ở đâu vậy chú Phi? Dạ, em muốn bán Hồng Kông á. Vậy hả? Còn riêng anh thì anh phải giải quyết vụ này. Ủa, tất cả đi đâu? Có phải chăng cô gái cổ sư cô bồi không thì tỏa xuống như cái liệu này lại còn giống như ổ chiền rối ngồi. Ủa, sao chú biết? Cô ta ngủ ở đây nè, có tự giới thiệu rồi đi tuốt lên gác. Rồi, ngủ nữa. Thôi, hết nói nổi rồi. Bất ơi, bất! Thầy về đó hả thầy? Sáng rồi, xuống đây thầy hiểu coi. Ok. Thôi để tôi xách vali của cậu Phi lên gác. Cậu Phi ơi, lên đây cậu Phi. Chà, em của thầy coi đẹp trai quá chứ. Nè, bây giờ em nghe lời thầy không? Em
lập tức về mà đưa thật câu chuyện đã xảy ra cho bà ngoại hiểu được nữa rồi. Chào anh Phi đẹp trai, em về nhé, bye bye. Cô về đó hả? Trời ơi, anh thật là mệt với cô ta vậy đó. Em có mệt thì cái lối trang điểm của cô ấy nữa. Cái lượng người ta dùng để chải đầu cho suông á, thì cô lại dùng xới cái đầu lên tóc rối nùi nhổ chim, mổ quả gì. Ui, chú mày thiệt à. Mà gần, thôi, tới giờ anh đi dạy rồi, chiều anh về đó anh em mình sẽ hàng quyên. Dạ, để anh đi dạy đi. Ha, vui quá, chàng đến tay quá. Ha, thấy đó là anh. Dạ, anh đi dạy rồi, mời cô ngồi. Anh biết nhảy không? Biết đó. Tôi dốt về môn nhảy lắm. Tiếc quá. Phải anh biết nhảy đó. Tôi mời anh đi ban tối nay. Lâu Hồng Kông về mà không biết nhảy sao? Ủa sao cô biết con Hồng Kông về? Sáng nay anh nói gì với thầy đó? Tôi đây nghe rõ không số. Một lời anh nghe rồi đúng không? Nào là cá cà hồi, là gái nhiều gái, tôi nhiều khổ tìm không giận anh đâu. Bây giờ cô tới lại có điều chi vậy? Có hại gì cho cô hay không? Đừng kiếm cớ để từ chối. Buồn quá à. Bích muốn đi dạo phố cho anh vui. Sáng nay Bích không dám về nhà. Lỡ đi thì đi luôn. Nhiều về bị đòn thì bị cho nó đá. Anh đi không? Hay là để Bích về à? Bộ cô hay hờn mát lắm hả? Không bao giờ. Tụi nó sức mấy mà dám làm phiền tôi. Hồi nào tới giờ chỉ có tụi nó rủ tôi, chứ tôi chưa hề rủ ai hết. Vậy thì tôi có diễm phúc quá. Tội giờ lại không nhận. Đi lỡ lần này, lần sau có muốn đi dạo phố với tôi thì phải mặc áo bà ba hoặc áo dài cho có dễ đứng đắn nhu mì một chút nhé. Ok. Ủa, cô này, còn cậu tính đi đâu đó? Dạ, tôi đi dạo phố một chút. Đi với. Thưa chú ba, cháu đi. Rồi, chịu đen rồi. Họ bắt bồ lẹ quá. chú ba, đi đâu rồi chú ba? Dạ, đi dạo phố với cô nữ sinh hát ôn ngồi ôn đó. Chú ba, dạ, tôi rất là hiểu dòng là sự tình của con của tôi. Hả? Ồ, cậu gặp mở ai rồi hả? Không phải, có một đứa học trò gái, tên của nó là Tuyết Dân. Tôi hẹn nó lại đây đi mà hỏi dò coi có đúng nó là con của tôi không? Tên là nó kìa. Đúng rồi. Tuyết Dân, nhà thầy đó nè. Để tôi rút lui cho cậu dễ nói chuyện nghe không? Dạ thưa thầy, em chờ tôi biết lâu, em sợ thầy trông quá. Không sao đâu. Này Tuyết Dân, muốn được học miễn phí thì em cần phải nói thật những cảnh giác tình của em. Dạ em nghe nói lại ba em chết hồi chiến tranh. Còn má em đi mất đi sau rồi. Nhưng em còn hai bà thân rất họ hàng. Thầy ơi họ hàng thân rất không còn ai nữa. Nên gì giữ nói em mà vẫn xem em là gánh nặng của gia đình.
nặng của em thầy vô cùng xúc động. Sớm thương em đang thời tuổi son thơ mộng mà sớm mồ côi nên chưa hưởng được chút thâm tâm. Anh à, con nó mới gửi thơ về đó anh. Ờ,
Để lát nữa anh về anh xem thơ rồi trả lời cho con nó mừng. Anh còn đi đâu nữa? Anh có hẹn ăn cơm Văn Thành, bạn học cũ của anh. Anh cần gặp riêng anh để bàn với một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy anh? Là vì trước kia vợ ảnh á, có một đời chồng với một đứa con, mà lâu nay chị ấy giấu vô lắm. Nhưng chồng cũ của chị ấy đến cầu khẩn với anh Thành để sinh lại đứa con riêng của hai người, mà khổ nổi là anh Thành không hiểu biết gì cả. Sao người chồng cũ không gặp phản chị Thành? Có chứ, nhưng chị không chịu nhìn. Chắc có lẽ chị muốn chơi bỏ dĩ dạng để sống trọn vẹn cho hạnh phúc hiện tại. Còn đứa con riêng của chị, sao chị lại gửi chứ? Mà chị gửi cho người dân nuôi dưỡng và giấu kiếm anh Thành hoài hai ngày sống chung nhau. Phải hiểu tánh Thành ra sao? Hãy giấu kiếm nhau thì là ai ai cũng phải nghĩ cho bạn.
À, chuyện của chúng mình á, anh chỉ còn tính cái việc cưới hỏi nó thì xong. Thôi, anh về, chỉ có chuyện cần gấp lắm nha. Gì anh? Anh hai á, mình sắp tìm được đứa con. Nè, mình sắp có cháu cho bọn chú thiếm đàng hoàng rồi nha. Quấy là sao? À, anh chưa biết mặt lần nào nữa. Vậy cũng làm tạo. Nè, anh ra trạm ô tô biết chờ em đi nha. À, em ra ngay nha, anh chờ. Thank you.
Được con rồi. À vậy à. Thôi tôi về, tôi ba khoan đã. Cậu nghe tôi hỏi nè. Dạ.
sợ tôi làm hại đời Bích phải không? Vậy đó à. Nè tôi hỏi thiệt cậu nha, cậu có đi chặt sân thầy Bích chưa? Sao chú khinh thường tôi quá vậy? Dầu tôi với Bích có thành thật yêu nhau, nhưng không vượt qua lễ giao gia đình phải chờ lệnh tên cưới mọi chàng hoàng. Chưa đâu làm điều chi tác cơ tại, chú định có khen tôi là nạn bất phương. Nếu mà vẫn chặt sân thì tôi mừng cho cậu, chưa có gì án cho đôi bên ân hạnh. Vì Bích chính là cháu cậu là Tuyết Dân. Sao? Bích là... Là Tuyết Dân, con của cậu hai và mợ Tuyết Minh, là cháu cậu, kêu cậu bằng chú ruột, ruột thiệt là ruột đó. Trời ơi, trời, quan hệ như thế này sao chú ba, tôi đành rồi, dính biệt. Cậu Phi, trời ơi cậu chạy đi đâu vậy, cậu Phi. Thưa bác sĩ, chừng nào bác sĩ cho cháu về phòng này nữa chị bác sĩ? Bà yên tí, chừng 5-10 phút nữa thôi, vậy là đỡ rồi phải mình? Thiện à, bây giờ má giao con Bích cho con đó. Thôi mình ở đây chờ gặp cháu Bích nha. Anh về trước cho thằng Định nó trông, lát nữa mình về sau với má nha. Anh Thiện à, chúng ta hiểu nhau nhiều rồi, anh đừng ngại, hãy chào anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thưa má, con về trước, lát nữa má về với vợ con nha. Anh về nha mình. Kìa Bích, con cháu Bích, thầy ba má ngoài quẩn nữa, con về sống với anh là tiện hơn cả. Mình ở chỗ gian nhà cổ trong sâu sâu lèo, con bằng lòng không có. Nhưng còn, trời ơi, thôi, con đừng buồn nữa. Cứ kể như là con đang bắt đầu vào một cuộc đời mới. Kìa, chú Phi, Phi, chú định đi đâu đó? Em đi Hồng Kông. Chú đi Hồng Kông. Đi một mình. Dạ, không hẹn ngày trở lại. Đi không trở lại. Phải đi để quên điều tội lỗi, để tự mình ăn năn sám hối, nhờ phương thuốc thời gian chữa trị vết thương lòng. Ra đi qua hôn nhung buồn đôi mi, một thiếu nhà mò biến đâu.
đến giờ thứ ba tất tâm rồi. Em đi chờ chị. Anh hai Bích cho ở lại mạnh giỏi. Huy, chú Huy, chú Huy ơi, chú ra đi. Là suốt đời không còn gặp nhau. Và từ đây những khi lặng rồi, đâu có chú ở gần để giải bao phiền nhau. Hạnh phúc.